Tiếp theo chúng ta có thông tin về việc hiệp sĩ Minh Cô Đơn bị truy sát, hủy hoại tài sản trong đêm. Cụ thể, ngày 9 tháng 1, Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương đang điều tra một vụ truy sát, hủy hoại tài sản xảy ra trong khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thuộc địa bàn phường Đông Hòa. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Minh, 56 tuổi hay còn gọi là Minh Cô Đơn. Theo đó, 23 giờ tối ngày 8 tháng 1, ông Minh nhận được cuộc gọi của một cô gái nhờ hỗ trợ sửa xe trên đường Hải Thượng Lãng Ông nằm trong khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Khi ông Minh chạy tới thì thấy một đôi nam nữ đang đứng. Bất ngờ từ trong bụi cây bên đường, một nhóm thanh niên khoảng 10 người tay cầm hung khí lao ra đuổi chém ông Minh. Biết bị giàn cảnh, ông Minh bỏ lại xe máy chạy vào rừng thoát thân. Khoảng 20 phút sau, ông quay lại thấy chiếc xe máy của mình bốc cháy. Căn chòi nơi ông ở hàng ngày cũng bị kẻ gian phóng hỏa. Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an. Vâng thưa quý vị, lý do để chúng ta có thể thấy có một cảnh tượng thật sự là rất đau lòng như vậy là cũng bởi vì ông Minh Cô Đơn nổi tiếng là khắc tinh của cướp giật trong khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 2 năm trở lại đây, ông còn làm thêm nghề vá xe miễn phí nên người dân thì yêu mến. Và từ những thông tin này chúng ta mới hiểu hơn được những khó khăn, vất vả, những gian nan nguy hiểm và cả tấm lòng của những hiệp sĩ đường phố.